Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Xin chúc mừng những con giáp sau đây, bởi ngày 26 tháng 12 âm lịch, các bạn sẽ được cát tinh chiếu mệnh, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Thứ nhất là người tuổi Tý, thứ hai người tuổi Sửu, thứ ba tuổi Dần, thứ tư tuổi Mão, thứ năm tuổi Mùi và cuối cùng là người tuổi Thân. Ngày 26 tháng 12 âm lịch chính là ngày thuận lợi cho những bạn còn đang độc thân tìm được đối tượng phù hợp. Các bạn dễ gặp được ý trung nhân trong ngày hôm nay. Công việc của các bạn cũng bất ngờ thăng hoa. Ngày hôm nay, trong đầu các bạn sẽ bất chợt nảy ra những ý tưởng kinh doanh độc đáo mới lạ, từ đó giúp cho nguồn thu nhập của những con giáp này được cải thiện đáng kể. Với những ai đang có xích mích, mâu thuẫn với người thân, bạn bè thì hãy tận dụng ngay ngày hôm nay để làm lành đi nhé. Tuổi Tý. Xem tử vi ngày 26 tháng 12 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp, thứ ba của tuổi Tý, đường công việc có thiên ấn độ mệnh nên con giáp này có tiếng nói ở cơ quan, đặc biệt là những bạn đang làm cấp cao. Trong ngày hoặc là thời gian tới sẽ có tin vui liên quan đến xin việc, thăng chức, tăng lương. Mặt tình cảm không có chuyện lớn xảy ra nhờ hai hành thủy tương hòa. Điểm đáng khen nhất của con giáp này trong ngày là biết ăn nói, đối nhân xử thế. Nhiều người được mời đi ăn, đi chơi nhưng vẫn biết tìm cách để đền đáp. Được tiền bạc ổn định, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính. Bên cạnh đó, vài thông tin tích cực trong chuyện tiền nong, nợ nần hứa hẹn xuất hiện vào hôm nay hoặc ngày mai. Sức khỏe của bản mệnh ngày này không thực sự như ý, thời điểm dễ bị ho khan, khô mũi, khô da. Bạn nên thường xuyên bổ sung nước đủ cho cơ thể, đừng đợi khát nước mới uống. Có dấu hiệu của làm việc quá sức vì khi bạn tập trung dường như bạn không thể nào dứt ra khỏi công việc được. Hãy cho bản thân được nghỉ ngơi phù hợp để tái tạo năng lượng, đừng để kiệt sức bạn nhé. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân, thân Tý Thìn của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Sửu. Vì có thiên tài chiếu mệnh nên các bạn tuổi Sửu sẽ thấy công việc mình đang làm nhanh hơn mọi ngày, hay có trúng thưởng hoặc là may mắn bất ngờ. Tuy nhiên đừng vội mừng, nếu không biết tiết chế bản thân thì lộc đi rất nhanh. Cát tinh chiếu mệnh mang lại cho bạn những tuổi gặp gỡ xa tiền, cho dù đang ngồi ăn cũng nghĩ ra những ý tưởng hay ho để thực hiện. Những người bạn cũng có thể là bạn làm ăn trong tương lai nếu hai người cùng chung chí hướng. May mắn có tam hội cục chỉ đường dẫn lối nên Sửu biết cách đối đãi với người ngoài và người nhà một cách khéo léo. Thời gian này bạn hay được mọi người khen thầm là có duyên nên ai cũng muốn làm quen với bạn. Cục diện là thổ khắc thủy, cảnh báo quan sát này trong ngày phải cẩn thận với tiền bạc, xe cộ, kẻo bị mất cắp. Đi chơi ở đâu cũng nên để ý đến ví tiền và xe cộ, cần để ở nơi an toàn hoặc giao phó cho người nhà. Để được gặp may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dần. Với sự xuất hiện của cục diện lục hợp, người tuổi Dần đang được may mắn đứng về phía mình, giúp bạn giải quyết êm xuôi rất nhiều khúc mắc trong công việc, đặc biệt là với những bản hợp đồng, thương vụ hợp tác bế tắc trước đó, nay bỗng được triển khai, khai thông, trở nên trơn tru hơn rất nhiều. Việc ký kết diễn ra nhanh hơn cả dự kiến của bạn. May mắn cũng đến với con giáp này ở phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội cải thiện tình trạng của mình, nhân duyên vượng giúp bạn tìm được người tâm đầu ý hợp. Người này không ai xa lạ mà chính là người bạn có quen biết. Đôi bên có sự tin tưởng với nhau nên tình cảm sẽ manh nha rất nhanh. Với những bạn đã có đôi có cặp, các mối quan hệ trong thời kỳ thăng hoa, tha hồ tận hưởng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào, hai người cùng chung tay vun đắp tổ ấm gia đình của mình, có người để yêu thương và bảo vệ trước sóng gió cuộc đời. Tuy nhiều phương diện cuộc sống ngày hôm nay đều có bước tiến đáng mừng, song tiếc là sức khỏe của người tuổi Dần lại có dấu hiệu suy giảm. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể cũng dễ mắc phải các bệnh vặt khi thay đổi thời tiết. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão, bản mệnh có tỷ kiên chiếu vận nên trong ngày này sẽ gặp xui xẻo bất ngờ đến từ anh em làm ăn chung, cấp dưới. Tốt nhất là không nên tin tưởng bất cứ ai trong thời gian này. Con người ta có thể vì đồng tiền mà chưa điều bạn trong công việc.
Bù lại nhờ có tam hợp cứu vớt nên Mão thu được nhiều mối quan hệ xã giao có lợi cho tương lai sau này. Bạn chơi khá sòng phẳng, minh bạch và khôn khéo nên bạn có nhiều bạn tốt, lúc khó khăn không thiếu người giúp. Nhờ thủy sinh mộc tiếp thêm động lực cho Mão trong việc kiếm tiền. Dù hơi bận rộn một chút nhưng bù lại được lộc làm ăn, không thiếu khách hàng tin tưởng. Đang có sức khỏe, ăn nên làm ra thì bạn nên tranh thủ. Tử vi ngày 26 tháng 12 năm 2022 âm lịch của tuổi Mão về sức khỏe. Thời tiết mùa đông thất thường ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng không khí, khiến bạn thường xuyên rơi vào tình trạng khó thở. Hãy chú ý hơn tới sức khỏe của mình, ăn nhiều hoa quả để gia tăng sức đề kháng bạn nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Vận gặp thiên tài nên có cả hung lẫn cát trong công việc của người tuổi Mùi. Hôm nay ăn phận thủ thường thì bình an, nhưng đi làm lại có sóng gió. Có thưởng nóng, tăng lương nhưng cũng không kém phần vất vả. Làm gì cũng nên khiêm nhường, tử tốn nhé Mùi. Điểm sáng trong ngày là đường tình cảm nhờ tam hợp trợ vận. Các mối quan hệ hài hòa nên bạn hoàn toàn có thể an tâm để chuyên tâm cho công việc và sự nghiệp công danh. Đây cũng là ngày tốt cho các bạn muốn cưới hỏi, tỏ tình. Tử vi dự báo muốn để tiền bạc phát triển, có lẽ con giáp này cần cố gắng nhiều hơn nữa vì cục diện thổ khắc thủy đang cản trở bạn. Ngoại trừ việc phải phấn đấu ra, bạn không còn sự lựa chọn nào khác. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Mùi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mùi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Thân. Ngày mới tuổi Thân được chính quan nâng bước nên công việc may mắn hơn nhiều con giáp khác, đặc biệt là những người làm quan, thi cử thì sắp đón nhận nhiều tin vui. Chủ nhật này cũng là cơ hội cho những ai bắt đầu khai trương, hợp tác làm ăn. Đường tình cảm đẹp đẽ nhờ kim sinh thủy, người ấy là chỗ dựa đáng tin cậy để bạn chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Trong ngày dễ mà có tin vui liên quan đến cưới hỏi, sinh nở hoặc có người thân ở xa đến thăm. Con giáp này giỏi thích ứng, dù là kinh doanh hay làm công ăn lương cũng đều đạt được thành tích tốt trong thời gian tới. Có làm thì mới có ăn, có siêng năng cần cù thì sẽ có ngày gặt hái được quả ngọt. Mọi công sức bạn bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Thân nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Thân để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ ba ngày 17 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Ất Hợi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa, ngày thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày lục hợp dần, tam hợp mão và mùi thành mộc cục, xung tị, hình hợi, hại thân, phá dần, tuyệt ngọ, kỵ tuổi kỷ tỵ và tân tỵ. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.